Ammang saranang gacchami, sangkhang saranang gacchami, dutiyampe buddhang saranang gacchami, dutiyampe dhammang saranang gacchami, dutiyampe sangkhang saranang gacchami, tatiyampe buddhang saranang gacchami, tatiyampe dhammang saranang gacchami, tatiyampe sangkhang saranang gacchami. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vicca jana sampanno sugato lo kaviru anuttaro burisadam nasarati sattadeva manussanang buddho bhagava sinatthi me saranang anyang buddho me saranang varang ê tê na sát cha vát chê na hồ tu mê cha ya măng gê lăng út ta măng gê na văn đề hăng pa đa pâm sum qua rút ta măng bút thê yô ca li tô đô sô bút thô ca ma tu tăng ma măng xoa ca tô phá gê hoa ta thâm mô san đi thi cô a ca li tô ehi pasiko opanayiko pachatang veditap bovinyohi tinatti me saranang anyang thammo me saranang warang etena satcha vacchena hotu me jaya mangalang uttamangena vandehang thammang jaruitang warang thầm mê vô ca li tô đô sô thầm mô ca ma tu tăng ma măng su pa ti pa no pa ga wa tô sa wa ca sang phô u chu pa ti pa no pa ga wa tô sa wa ca sang phô nhà ya pa ti pa no pa ga wa tô sa wa ca sang phô sa mê chi pa ti pa no pa ga wa tô sa wa ka sang pho ya di dang chat ta ri puri sa yu ga ni at sa puri sa puk ga la sa pha ga wa to sa wa ka sang pho a hu nay yo pa hu nay yo đắc khi nay yo an cha li ka ni yo anuttarang punya ket tang lo ka sa tinatthi me saranang anyang sangpho me saranang warang etena satcha vacchena hotu me jaya mangalang uttamangena vandehang sangkhang jaduvithottamang sangkheyo kalito doso sangpho kamatu tang mamang Vandami cheti yang sat bang sat bat tha ne supatitti tang saririka tha tu maha bhutin buddha rupang sakalang sada sambuddhe attha vi sancha dvada sancha sahas sake pancha sata sahas sani namami sirasa aham tê sang thâm mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huê na hàn toa sắp đề u pát ta huê a nê ca an ta ra ya ti vi na sam tu a sê sa tô sam bút thê panh cha panh nha sanh cha cha tu vi sa ti sa hát sa kê đa sa sa ta sa hát sa ni nama mi si ra sa ang te sang tham mang cha sang khai cha a da re na nama mi hang nama ka ra nu pa we na ham toa sa de u pat da we a ne ka an ta ra ya ti vi na san tu a se sa to
Sambuddha na buddha kasate atta chatta li sasahasa ke Visati sata sahasa ni nama nisirasa ahang Tây sang thăm mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma ni hằng na ma ca ra nu pha huê na hàn toa sắp đề u pháp đa huê a nê ca an ta ra ya ri vi na sa du a se sa to sắp đề pu ra thi ma ya di sa ya sắp ta huê ra su khi hòn tu sắp Đề phu rách thi mà ya nu đi xa ya sát ta A huê ra su khi hòn tu sát Đề đăng khi na ya đi xa ya sát ta A huê ra su khi hòn tu sát Đề đăng khi na ya nu đi xa ya sát ta A huê ra su khi hòn tu sát Đề bắt khi mà ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp để tánh chi mà ya nu đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp để út ta ra ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp để út ta ra ya nu đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp Đề u pa ri ma ya di sa ya sa ta A huê ra su khi hòn tu sắp Đề hên thi ma ya di sa ya sa ta A huê ra su khi hòn tu sắp Đề sát ta A huê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp ya bách cha hòn tu a ni kha Hòn tu đi kha yu ka, hòn tu a ro ga, hòn tu sam pat, ti hi sam nit, chan tu su khi at ta nang pa ri ha ran, tu duk kha pat ta, chan nit duk kha pa ya pat ta, chan nit pa ya so ka pat ta, chan nit so ka hòn tu sap, de pi pa di no. Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino Akasattha cha bhummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang watano punyang asava khaya vahang ho tu anagate kale sa thu Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên giảng thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài và luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Dạ, con kính mời kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mạ Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin chào các học viên. Hôm nay chúng ta học tiếp trong phần lộ tâm đặc biệt.
Tức là ở trong phần lộ tâm đặc biệt này có 6 trường hợp. Một là lộ đắc thiền, thứ hai là lộ nhập thiền, thứ ba là lộ hiện thông, thứ tư là lộ đắc đạo, thứ năm là lộ nhập thiền quả, và thứ sáu nó là lộ nhập thiền diệt. Hôm trước là mình đã học được 2 trường hợp, đó là lộ đắc thiền với lộ nhập thiền. Hôm nay thì chúng ta học tiếp phần lộ hiện thông. Lộ hiện thông Apinya vị thí. Ở trong phần này mình có các mục, đó là định nghĩa 5 loại thần thông. Thứ ba đó là biểu đồ của lộ tâm hiện thông. Thứ tư đó là các chẳng tâm trong lộ tâm hiện thông. Thứ năm đó là các tâm lộ trong lộ tâm hiện thông. Thứ sáu là các tâm có mặt trong lộ tâm hiện thông. Thứ bảy là số lượng lộ tâm hiện thông. Thứ tám là lộ tâm hiện thông xảy ra ở hạng người. Số 9 là lộ tâm hiện thông xảy ra ở các cõi. Vì ở trong bài học này á, nó cũng các đơn vị lộ trình tâm, rồi các thứ tâm xảy ra ở các chặng tâm, số lượng lộ tâm, rồi xảy ra ở hàng người và xảy ra ở các cõi, nó cũng gần giống như cái bài mà chứng đắc thiền định và nhập thiền. Cho nên ở trong bài này sẽ hỏi để các Phật tử mình ôn lại thử để xem coi mình có nhớ, có hiểu được một số ít kiến thức các bài trước mà mình đã học rồi hay không. Cái bài này nó liên quan với nhau. Thưa sư, cái câu Hai La Mã, thưa sư, 5 loại thần thông. 5 loại thần thông, xin lỗi. Năm loại thần thông ham sửa cho đó lại. Rồi việc thứ nhất là phần định nghĩa. Phần định nghĩa thì lộ tâm hiện thông, nó là tiến trình tâm sanh khởi khi vị hành giả thể hiện thần thông. Thì tức là lộ tâm này nó chỉ sanh khởi khi nào vị hành giả thể hiện thần thông. Còn nếu không thì cái lộ trình tâm này nó không có diễn ra. Thì ở đây khi mà nói đến việc thể hiện thần thông á, thì ở đây mình có 5 loại. Đây có. Sửa không.
có 5 loại thần thông. Đó là biến hóa thông, thứ hai là thiên nhĩ thông, thứ ba là tha thông thông, thứ tư đó là túc mạng thông, thứ năm đó là thiên nhãn thông. Thì trong 5 loại thần thông này á, không phải các bậc thánh mới có thể chứng đắc được, mà ngay cả ở người phàm phu, người ta tu tập thì người ta vẫn có thể chứng đắc được. Nhưng mà cái khả năng để sử dụng thì nó sẽ hạn chế khác nhau, tại nó tùy theo cái tâm thanh tịnh, cái phiền não đã được đồng trừ, rồi cái phước ban mật đã tạo, về cái mà khi mà hành giả chứng được các loại thần thông đó và có khả năng ở mức độ này có thể chứng được, mà cái khả năng nó không có bằng nhau. Nó giống như là ví dụ như là mình nói là cùng là giáo viên toán giống nhau, nhưng mà không phải là giáo viên nào cũng hiểu biết tốt giống nhau cả. Tức là có người họ giỏi, có người thì trung bình, rồi có người họ cũng dạng yếu, mặc dù làm được nhưng mà không có giỏi. Thứ nhất đó là biến hóa thông. Biến hóa thông ở đây đó là cái thần thông mà người ta có thể biến hóa được. Thí dụ như là đi ngang qua hư không, đi ngang qua tường, và hoặc là chui từ ở trên đất xuống, hoặc là bay ngang qua hư không, hoặc là một thân có thể biến ra được nhiều thân. Ví dụ như giống như là trường hợp của ngài Chu Lập Văn Thắc Cá. Chu Lập Văn Thắc Cá mà ở trong chú giải kể lại đó là ngài Chu Lập Văn Thắc Cá là ngài, tức là lúc mà còn phàm phu á, là ngài rất là tối giản, tức là học một bài kệ 4 câu thôi, học 3 tháng trời mà học không thuộc. Mãi cho đến anh của ngài thấy như vậy thì nói với ngài đó là thôi ông về đi, về sống cái đời sống cư sĩ rồi hộ độ cho chư tăng tốt hơn. Chứ bây giờ mà xuất gia mà học một bài kệ 4 câu mà 3 tháng trời mà không thuộc mà xuất gia làm gì? Thì ngài buồn quá, ngài cũng tính là từ bỏ cái đời sống xuất gia. Nhưng mà lúc đó thì ngài được Đức Phật ngài tế độ, rồi ngài chứng được thánh quả A-la-hán. Rồi chứng được cả các loại thần thông. Thì lúc bây giờ người ta có gia đình cư sĩ, người ta tới thỉnh chư tăng về nhà để cúng dường trai tăng. Đó là mặc dù ở chùa có 500 vị nhưng mà ngài Mahapanaka ngài chỉ nhận là 499 vị thôi, tức ngài không cho em của ngài đi. Nhưng mà đến khi về đi đến nhà, trong đó có kể cả Đức Phật, thì đến khi mà về đến nhà của người cư sĩ thì Đức Phật ngài nói là bây giờ ở chùa còn một vị nữa. Thì ngài Mahapanaka ngài mới nói là mà Đức Thế Tôn không có. Đức Phật nói có, thì mới cho cư sĩ cái gì vậy? Người gia chủ họ mới cho người nhà tới chùa thỉnh vị còn lại. Thì khi mà đi đến thỉnh ngày lúc giờ ngày Chu Lập Văn Thắc Cá là ngày đã chứng được thánh quả A-la-hán và các loại thần thông, trong đó có cả biến hóa thông. Thì ngài mới suy nghĩ đó là anh mình đó nói là ở chùa không có ai nữa, bây giờ mình sẽ dùng thần thông biến hóa thông này là hóa ra tăng còn ở đây chùa. Thì lúc giờ cái người giúp việc khi mà họ đến chùa, Đức Phật ngài nói chỉ có một vị thôi, nhưng mà đến khi đến chùa thì họ thấy chư tăng rất là đông đúc, một vị làm công việc này, một vị làm công việc kia, đang quét dọn lau chùa, thí dụ như vậy.
Thì cái người này mới chạy về báo với gia chủ đó là chư tăng ở chùa còn rất là đông. Thì Đức Phật ngài biết, thì ngài mới nói là bây giờ cứ đi hỏi vị nào mà tên là Chulapantaka, thỉnh vị đó là được rồi. Thì khi mà người giúp việc họ đi đó là hỏi đó là bao nhiêu vị đó, vị nào cũng tên giống nhau. Tại do người dùng thần thông này hóa ra mà, cho nên người ta hỏi là vị nào tên là Chulapantaka, thì tất cả các vị đó đều dành nói cái tên của mình là sao, tôi tên là Chulapantaka. Thì cái người giúp việc này họ cũng không biết thỉnh vị nào, tại thấy cũng giống nhau. Thì họ mới chạy về chùa, chạy về nhà họ báo gia chủ. Rồi người gia chủ mới bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật ngài nói là bây giờ cứ đi hỏi vị nào tên là Chulapantaka thì nắm tay vị đó. Thì họ làm theo Đức Phật, khi mà đi đến hỏi vị nào nói trước, lên tiếng trước, họ nắm tay vị đó, lập tức các vị kia là mất hết. Thì đó là trường hợp mà biến hóa thông. Biến hóa thông. Hoặc là trong lục tạng có kể lại cái câu chuyện của ngài Mokkalana, lúc mà chư tăng nhập hạ ở tại xứ Verincha. Lúc đó là mùa màng của người dân bị thất bát, cho nên nó xảy ra cái nạn đói. Rồi lúc bây giờ ngay cả Đức Phật là ngài thứ ngài cũng dùng cái thức ăn của mà người ta để nuôi ngựa. Thì lúc giờ ngài Mokkalana ngài bắt với Đức Thế Tôn nó là mà Đức Tôn bây giờ cái đời sống chư tăng khó khăn về mặt vật thực quá, bây giờ con sẽ lật úp cái trái đất này lên, lấy cái phần dưới của đất đó làm thức ăn cho chư tăng. Thì Đức Phật ngài mới hỏi đó là bây giờ ông làm như vậy á, thì cái số người mà đang sống trên trái đất này thì nó sẽ như thế nào. Thì ngài nói đó là bây giờ ngài dùng một tay ngài lật úp cái trái đất này, rồi một tay ngài gom lại tất cả những người sống ở trên quả đất đó vào một tay của ngài thôi. Thì chúng ta biết là cái thần thông nó có cái uy lực như vậy. Thì mặc dù trong trường hợp đó thì Đức Phật này không có cho thể hiện, nhưng mà là nếu mà thể hiện thần thông ở trong trường hợp đó thì nó cũng thuộc ở dạng đó là biến hóa thông. Rồi thứ hai đó là thiên nhị thông. Thiên nhị thông đó là người mà chứng được cái thần thông Dipasota này, tức là có khả năng nghe được âm thanh, thậm chí là người ta nói rất nhỏ cũng có thể nghe được, rồi có thể nghe được âm thanh của các hàng chư thi. Đó là thiên nhị thông. Rồi tha tâm thông. Tha tâm thông tức là biết được tâm của người khác. Trong trường hợp này chúng ta thấy nhiều nhất là Đức Phật. Thí dụ như là các bà la môn khi đi đến, ví dụ như là bà la môn, nhớ như là bà la môn Chăn Ki thì phải. Lúc mà đi đến Đức Phật, gặp Đức Phật á, ông tại lúc đó thì ông là một trong những bà la môn có danh tiếng, được nhiều người kính trọng. Cho nên khi mà ông đi đến Đức Phật á, ông không có muốn hỏi Đức Phật, tại hỏi sợ mất uy tín đi. Cho nên ông nghĩ với trong tâm á, nếu mà Đức Thế Tôn này hỏi mình thì mình sẽ nói. Thì lúc đó Đức Phật ngài biết cái tâm của ông ta, cho nên là Đức Phật ngài mới hỏi. Thì ngài hỏi về, tại ông là người thông suốt ba tập Vệ Đà, hỏi về kinh điển Vệ Đà, cho nên ông nói trôi chảy, ông nói suôn sẻ. Mọi người cũng tán thán. Và nhiều trường hợp chúng ta thấy là, nhất là ở trường hợp các bà la môn mà khi đi đến gặp Đức Phật rồi họ suy nghĩ, để Đức Phật ngài biết được cái tâm của họ. Và nhờ ngài biết được cái tâm của họ đó, cho nên ngài trước tiên đó là làm cho họ được hoan hỷ, và sau đó là thuyết pháp cho họ nghe, và nhờ đó mà họ chứng được thánh quả.
đi, hoặc là ví dụ như là trong trường hợp Bà La Môn đi quá hi tá, đi quá hi tá, thì khi mà ông đi đến gặp lúc mà Đức Phật ngày bệnh, ngày cần cần cái cần cái một một số thức uống, rồi ngài cho vị tỳ kheo đi tìm cái thức uống đó, và được Bà La Môn Đề Quá Hy Tát nghe như vậy thì hoan hỷ đem đến để cúng dường. Thì khi mà đem đến cúng dường, Bà La Môn này mới hỏi Đức Phật đó là Thưa Sa Môn Gotama, cúng dường cho ai thì có phước nhiều nhất? Thật ra thì ông ta hỏi như vậy, nhưng mà cái tâm của ông là vẫn muốn là gì? Vẫn muốn nghe đó là cúng dường người Bà La Môn đó là có phước nhiều nhất. Tại cái người Bà La Môn ở trong thời đó, họ xem là, chúng ta thấy là nếu mà Bà La Môn họ nói về giai cấp á, thì Bà La Môn được xem là giai cấp cao nhất ở trong thời đó. Cho nên lúc bây giờ để làm cho ông hoan hỷ á, thì Đức Phật này cũng nói sao? Cúng dường Bà La Môn có phước nhiều nhất. Thì ông nghe vậy ông hoan hỷ quá. Thì trong lúc mà hoan hỷ như vậy thì Đức Phật ngài mới thuyết pháp cho nghe. Ngài giảng về Bà La Môn, chứ Bà La Môn ở đây là không phải là Bà La Môn theo dòng dõi, tức là không phải là sanh ra từ người cha người mẹ là Bà La Môn, mà cái Bà La Môn ở đây đó là người đã đoàn trừ được thiền não tham sân si chẳng hạn, thí dụ vậy. Thì nghe xong chứng đắc được thánh quả. Thật ra ở trong trường hợp mà chứng đắc được tha tâm thông á, nếu mà người tu tập chứng đắc được tha tâm thông á, mình có được nhiều cái lợi thế ở trong hoằng pháp, tàn biết được tâm của người khác. Hoặc là ở trong cái câu chuyện một tín nữ, sự quên mất cái tên của bà rồi, một bà tín nữ mà bà đã chứng đắc được bậc thánh A-la-hàm, và bà cũng có tha tâm thông. Tha tâm thông mà lúc mà vị tỳ các vị tỳ kheo đi đến cái ngôi làng của bà tu tập, và bà xem xét tại sao các vị này tu tập mà thấy nỗ lực rất là tinh tấn mà tại sao không chứng đắc được thánh quả. Thì bà xem xét quan sát thấy là mọi thứ đều được tốt đẹp hết, nhưng mà các vị tỳ kheo này không được vật thực thích hợp. Không được vật thực thích hợp cho nên không chứng đắc được thánh quả. Và thấy là cái câu chuyện đó cũng cho mình thấy là cái vật thực nó cũng là một phần quan trọng trong việc tu tập. Thì bà mới tác ý với các vị tỳ kheo đó là vị nào cần dùng món gì hãy báo cho bà để bà chuẩn bị cái món đó để cho các vị tỳ kheo dùng thích hợp với cái khẩu vị của mình. Và nhà đó mà các vị tỳ kheo tu tập chứng đắc được thánh quả, rồi trở về bạch đảnh lễ Đức Phật, rồi mới kể lại câu chuyện của bà tín nữ đó. Một vị tỳ kheo nghe như vậy thì mới nghĩ là nếu mà mình tới đó chắc mình sẽ được bà hộ độ rất là tốt. Thì vị tỳ kheo này mới đi đến cái ngôi làng đó. Thì khi mà đi đến thì tại khi mà các vị tỳ kheo đó rời đi thì trú xứ không có ai ở, cho nên có lá cây đậu cũng rơi rụng, nó cũng làm dơ. Thì vị tỳ kheo này mới nghĩ là nếu mà bà tín nữ này mà cho người tới tiếp quét dọn dẹp hỗ trợ cho mình thì tốt quá. Thì khi mà vị tỳ kheo này suy nghĩ xong như vậy thì một tí thì có người đi đến quét dọn, tiếp quét dọn lau chùi. Rồi vị tỳ kheo lại suy nghĩ đó là trời đang nắng nóng quá, nếu mà có nước uống thì tốt biết không, tốt biết bao nhiêu. Thì khi mà suy nghĩ như vậy thì bà cũng cho người đem nước tới cho vị tỳ kheo này uống. Rồi vị tỳ kheo này mới nghĩ đó là ước gì đó là bà vừa cho người mang thức ăn đến mà bản thân của bà cũng đến đây. Thì trong khi vị tỳ kheo này suy nghĩ như vậy thì bà cũng cho người mang thức ăn thức uống đến và tích thân bà cũng đi đến. Rồi vị tỳ kheo này cũng hỏi bà đó là
nghe nói đó là bà là bậc thánh rồi, có khả năng biết được tâm của người khác, có phải như vậy không? Thì bà không có trả lời là phải hay là không phải, mà bà nói đó là các vị tỳ kheo khác cũng biết được như vậy. Một cách trả lời rất là khéo, chứ không phải giống như mình là tu tập chưa chứng đắc được thiền hay đạo quả gì đó nữa mà mình để khoe là mình chứng đắc được thiền, chứng đắc được đạo quả. Dạ, các bậc thánh cũng có vậy. Dạ. Nhưng mà cái cách nói đó, đó nếu mình hiểu là biết là nếu mà bà có chứng đắc, tức là bà chỉ nói sao các vị tỳ kheo khác, những người khác họ cũng có như vậy. Dạ. Nhưng mà kể lại các câu chuyện này đó là nói về tha tâm thông, tức là biết được tâm của người khác trong lúc mà họ suy nghĩ, họ muốn nói cái gì đó. Yeah. Rồi thứ tư đó là túc mạng thông, cúc bê mi hoa sa nu sơ tí. Túc mạng thông ở đây đó là tức là nhớ được cái đời sống trước đây của mình. Ví dụ như là chúng ta thường gặp ở trong kinh mà Đức Phật này nhớ được cái đời sống của Ngài trước đây. Ví dụ sống ở, sinh ra ở ngôi làng B, có người cha tên gì, người mẹ tên gì, có hình dáng như thế nào, cao thấp, ví dụ vậy. Tức là biết từng chi tiết những kiếp trước đây. Dạ. Nhưng cái túc mạng thông này á, thì chỉ có Đức Phật thôi là ngài biết vô số kiếp. Dạ. Còn ở trong trường hợp những người còn lại á, thì chỉ biết được một số, chứ không phải biết giống như là Đức Phật. Thì giống như sư nói lúc này, mặc dù họ có thể chứng đắc được, người phàm phu họ vẫn có thể chứng đắc được các thần thông này, nhưng mà cái biết của họ thì nó có giới hạn. Yeah. Rồi thứ năm đó là thiên nhãn thông, đi với chắc khu. Cái thiên nhãn thông này còn có một cái tên gọi khác nữa, đó là sanh tử thông, tức là cái loại thần thông mà biết được sự chết và tái sanh, tức là biết được cái người này sau khi chết ở đây tái sanh ở chỗ nào. Yeah, chết ở đây tái sanh ở chỗ nào. Yeah. Thì cái này người phàm phu họ cũng có thể chứng đắc được, nhưng mà cái biết của họ cũng có giới hạn. Và ngay cả các vị thánh đệ tử cũng vậy. Ở trong trường hợp này rõ nhất đó là trường hợp của Ngài Maha Kassapa. Ngài Maha Kassapa có một thời đó là Ngài ngồi dùng cái thần thông này để Ngài quan sát là cái chúng sanh này sau khi chết sanh ở đâu. Yeah. Thì Đức Phật Ngài không cho. Yeah. Ngài nói là cái khả năng đó là không phải khả năng của các vị thánh thinh văn, mà đó là cái khả năng của một bậc chánh đẳng chánh giác. Là vì cái biết của các vị thánh đệ tử ấy, nó cũng có cái giới hạn của nó. Thì đó là năm loại thần thông mà ngay cả người phàm phu thì cũng có thể chứng đắc được. Và cái biến hóa trong năm loại thần thông mà mình có biến hóa thông á, mình cũng có trong trường hợp như là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cũng có chứng được biến hóa thông, tức là trong lúc mà Đề Bà Đạt Đa biến hóa là làm con rắn, rồi bò lên cổ của hoàng tử Ái Cha Tất Sắc Tú, làm cho hoàng tử hoan hỷ và hậu đội cho mình. Thì đó là người phàm phu, Đề Bà Đạt Đa là người phàm phu vẫn chứng đắc được cái loại thần thông đó. Thì nó làm nói về năm loại thần thông. Thì với năm loại thần thứ ba đó là biểu đồ của lộ hiện thông. Thì trước khi mà muốn hiện thông được á, thì cái người chứng đắc được thiền đó là phải nhập thiền.
Và cái lộ nhập thiền để mà thể hiện thần thông á, thì người ta gọi là lộ thiền cơ. Lộ thiền cơ Padaka, Padaka Chana Vithi. Tức là chữ Padaka đây tức là cái cơ bản, cái cơ bản, cái nền tảng để mình bước tới cái việc thể hiện thần thông. Và ở trong người mà có thể thể hiện thần thông được á, ở nhập lúc mà chúng ta học về nhập thiền á, chỉ cần lộ nhập thiền á, chỉ cần người nào chứng đắc được thiền thì người đó có thể nhập thiền được. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hoặc là niệm trình theo bốn bậc thì từ sơ thiền tới tứ thiền. Yeah. Nhưng mà ở lộ thiền thông á, thì chỉ có người nào chứng đắc được ngũ thiền, chứng đắc được ngũ thiền thì mới có thể hiện thông được. Còn nếu mà thiền bốn bậc thì chứng đắc được tứ thiền, còn nếu mà tính năm bậc thì phải chứng đắc được ngũ thiền thì người đó mới nhập thiền được. Cho nên là lộ thiền cơ ở trong trường hợp này đó là lộ mà nhập thiền, lộ nhập ngũ thiền, lộ nhập ngũ thiền. Và cái lộ này thì nó diễn tiến như thế này, nó giống y hệt như là cái lộ nhập thiền mà mình học hôm trước, tức là nó cũng là rung động dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị cần hành thuận thứ, chuyển tập rồi thiền. Nhưng mà nó khác với cái lộ nhập thiền hôm trước, đó là cái lộ nhập thiền hôm trước á, là nó sẽ diễn ra tùy theo ý muốn của vị hành giả mà đã thuần thục ở trong năm pháp qua si. Người ta có thể nhập thiền 1 tiếng, 2 tiếng, ví dụ vậy. Nhưng mà lộ nhập thiền cơ ở đây á, chỉ là lộ nền tảng, tức là sát na thiền ở đây nó diễn ra ở một cái khoảnh khắc ngắn thôi. Rồi sau đó là lộ nhập thiền. Nhưng mà ở đây nói về giai đoạn, giai đoạn để mà cái lộ hiện thông xuất hiện á, trước tiên đó là lộ nhập thiền cơ, đó là lộ nhập ngũ thiền như thế này, nhị thiền như thế này của người trì căn và người lộ lợi căn. Sau cái lộ trình tâm này thì nó trở lại cái lộ trình tâm ý môn thông thường. Lộ trình tâm ý môn thông thường. Nhưng mà lộ trình tâm ý môn thông thường ở trong trường hợp này á, nó có cái tên gọi đó là lộ chuẩn bị, gọi là Parikamavithi. Parikamavithi là lộ chuẩn bị. Lộ chuẩn bị này á, là lộ trình tâm mà nó sanh liên tục để vị hành giả đó là phát nguyện, đó là mình muốn thể hiện cái loại thần thông nào, làm gì. Cái lộ này nó cứ sanh khởi cho đến khi mà vị hành giả đã phát nguyện xong cái loại thần thông mà mình sẽ thể hiện, thì sau đó nó mới trở lại đó là lộ thiền cơ một lần nữa. Lộ thiền cơ một lần nữa. Và sau lộ thiền cơ này đó là lộ hiện thông. Vậy thì chúng ta để ý nó sẽ có 3 giai đoạn. Thứ nhất đó là lộ nhập thiền cơ, một lộ trình tâm nhập thiền cơ. Sau đó đó là nhiều lộ trình tâm, nhiều lộ trình tâm ý môn thông thường, nhưng mà nó có tên là lộ chuẩn bị để vị hành giả đó phát nguyện cái thần thông mình sẽ thể hiện. Thì khi mà sau sau cái lộ
thiền cơ này đó, sau cái lộ thiền cơ lần thứ ba đó, thì vị hành giả sẽ hiện thông. Cái gì đây? Bị cái gì mà nó lại bị mất thiền lại. Lộ hiền thông. Lộ hiền thông thì nó cũng xảy ra ở hai hạng người, tức là người trì căn và người lợi căn. Và ở lộ hiền thông thì nó chỉ xảy ra như thế này, tức là sau rung động dứt chồng thai y môn, chuẩn bị cần hành thuần thứ chuyển tộc, thì thay vì thiền thì ở đây nó là tâm thông. Tâm thông. Còn ở đây nếu mà người lại căng thì nó mất đi một cái dây, một sát na, đó là không có chuẩn bị, mà nó là cần hành khai ý môn, cần hành thuần thứ chuyển tập tâm thông. Thì đây là lộ trình tâm mà hiện thông mà chúng ta nói lúc nãy, tức là ví dụ như là hóa ra thành con rắn, hay là biết được tâm của người khác, hay là thấy được sự tái sanh của chúng sanh khác, hoặc là thấy được cái kiếp sống của mình trước đây, là do cái tâm thông này, cái tâm thông này. Như vậy thì chúng ta xem lại cái tâm, các loại tâm một tí. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại ở lộ thiền cơ này một tí, tại nó sẽ liên quan đến việc tính chặn tâm và các thứ tâm của cái phần bài học tiếp theo. Thì ở đây đó, như nói lúc nãy, cái lộ nhập thiền cơ là lộ thiền cơ là lộ nhập thiền, là lộ nhập ngũ thiền, lộ tâm nhập ngũ thiền. Thì nếu mà lộ tâm nhập ngũ thiền á, thì ở đây chúng ta sẽ có là khai ý môn, chuẩn bị cận hành thuần thứ chuyển tập. Thì nếu đây là lộ ngũ thiền á, thì các tâm chuẩn bị cận hành thuần thứ chuyển tập á, thì nó là tâm gì? Lớp có nhớ cái này không? Nếu mà lộ ngũ thiền thì cái chuẩn bị cần hành thuần thứ này là nó là tâm gì? Có ai nhớ không? Dạ, tâm đại thiện thọ xả. Đấy là tâm đại thiện thọ xả. Hợp lý. Đấy là tâm đại thiện thọ xả, hợp lý. Tại tâm thiền thì lúc nào nó cũng phải hợp trí. Rồi thiền ở đây đó, thiền ở đây nó không phải là ngũ thiền. Theo cái cách học năm bậc, theo ở trong vi diệu pháp của mình. Tương tự ở cái trường hợp thứ hai cũng vậy. Trường hợp thứ hai nó chỉ là người lại căn thôi, rồi nó bỏ đi cái sát na là chuẩn bị thôi. Nhưng mà cái tâm của nó thì vẫn giống nhau, tức là khai ý môn, cần hành thần thứ chuyển tộc, nó vẫn là tâm đại thiền thọ xả hợp trí. Thiền ở đây vẫn là ngũ thiền. Thì đó là nói về lộ thiền cơ. Ra bây giờ nói về để nhắc cái đó để mình nó liên quan tới các phần sau mà mình liên quan đến chặn tâm, tâm lộ
rồi số lượng tâm. Bây giờ chặng tâm, các chặng tâm trong lộ tâm hiện thông, trong lộ tâm hiện thông. Thì ở đây thì người ta vẽ cho mình hai trường hợp. Hai trường hợp lộ hiện thông lúc nãy. Tức là mình có một trường hợp đó là có của người trì căn, là nó có thêm sắc na chuẩn bị. Cái thứ hai đó là trường hợp của người lợi căn, là không có sắc na chuẩn bị. Thì ở đây mình sẽ có đó là rung động dứt dòng thay ý môn chuẩn bị cần hành từng thứ chuyển tập rồi tâm thông, sau đó là trở lại cái trạng thái tâm hậu kiếp. Như vậy ở trong trường hợp này á, nó giống như là trường hợp lúc mà mình tính ở các tâm mà chứng đắc được thiền, chứng đắc qua lộ nhập thiền, về cái cách mà tính chặng tâm. Tức là mình có mấy chặng tâm, có mấy chặng tâm. Dạ thưa sư, hai chặng. Tức là mình có hai chặng là gì? Khai ý môn và động lực. Là khai ý môn là động lực. Dạ. Ở đây thì chúng ta thấy cũng có một cái khác nhau nhỏ ở tâm ý môn thông thường so với lộ trình tâm ý môn đặc biệt ở trong trường hợp này. Tức là ở trong tâm khai ý môn thông thường là thường là động lực diễn ra mấy sắc na. Lộ ý môn thông thường thì động lực diễn ra mấy sắc na? Dạ, bảy sắc na. Diễn ra bảy sắc na. Nhưng mà ở trong trường hợp này chúng ta thấy là động lực nó chỉ diễn ra mấy sắc na? Dạ, năm. Nó chỉ có năm sắc na, chúng ta để ý. Trên tâm đặc biệt thì một số trường hợp thì động lực nó chỉ diễn ra năm sắc na. Năm sắc na động lực. Thì ở đây dù cái tên gọi của nó khác nhau, nó là chuẩn bị cần hành thùng thứ chuyển tập và tâm thông, nhưng mà các loại tâm này thì nó làm một cái công việc chung, tức là làm việc động lực. Cho nên ở đây dù nó có đến năm cái tên gọi, nhưng mà nếu mình tính chặng thì nó chỉ có hai chặng, đó là chặng khai ý môn với lại chặng động lực. Chỉ có hai chặng. Thứ năm đó là các tâm lộ trong lộ tâm hiện thông. Tâm lộ thì mình có mấy tâm lộ? Tâm lộ mình có mấy tâm lộ? Dạ, có bây giờ 6 trường hợp hoặc 5. Có 6 hoặc 5 ạ. Trường hợp thứ nhất là mình có 6 tâm lộ. Trường hợp thứ hai mình có 5 tâm lộ. Tâm lộ thì mình dễ rồi. Cứ có bao nhiêu sắc na thì mình đếm bấy nhiêu thôi. Mà ở đây mình nhớ là mình chỉ đếm là sát na tâm khách quan, tức là từ khai ý môn, chuẩn bị, cần hành, thuận thứ, chuyển tập và tâm thông thì mình có 6. Trường hợp thứ hai thì mình chỉ có 5. Trường hợp thứ hai mình có 5. Rồi, cái thứ 6 đó là các tâm có mặt trong lộ tâm hiện thông. Nếu mà một tiến trình tâm xảy ra thì mình có mấy thứ tâm? Một tiến trình tâm xảy ra thì mình có mấy thứ tâm? Có ba thứ tâm thôi, tức là mình có gì? Dạ, khai ý môn. Khai ý môn là một. Đại thiện, thọ xả, hợp trí và thông thiện. Đại thiện thọ xả hợp trí là, và nếu mà cái lộ trình tâm thông thiện là nó xảy ra trong trường hợp nào? Dạ, người phàm phu.
người tâm nhân và thánh hữu học. Tức là xảy ra ở người người tâm nhân và các bậc thánh hữu học. À, thì đó là tâm thông thiện. À, tâm thông thiện. Còn nếu mà là bậc thánh A La Hán thì tâm thông tâm một tiến trình, thì một tiến trình tâm xảy ra ở đây nó là khai ý môn. Khai ý môn. Rồi cái gì nữa? Nếu mà bậc thánh A La Hán khai ý môn là tới gì? Dạ. Đại tố, thọ xả, tương ưng và thông tố. Hai tâm đại tố, thọ xả, hợp trí. Hai tâm đại tố, thọ xả, hợp trí và xin lỗi, tâm đại tố, thọ xả, hợp trí và tâm thông. Đây là, đó là nếu mà nói một tiến trình tâm xảy ra. Nó có hai trường hợp, một là với người phàm, người tâm nhân với bậc thánh hữu học. Thứ hai là mình nói theo bậc thánh A La Hán, ở trường hợp bậc thánh A La Hán. Như vậy thì một tiến trình tâm xảy ra thì mình có ba thứ tâm. Như vậy nếu mình tính tổng quát thì mình có bao nhiêu? Dạ có bảy. Có bảy thứ là gì? Dạ một khai ý, khai ý môn, hai đại thiền thọ xả, hai đại thiền thọ xả hợp trí và hợp, và hai đại tố thọ xả hợp trí và hai tâm thông. Hai thông. Tâm thông, một tâm thông thiện và một tâm thông tố. Như vậy thì một tiến trình tâm xảy ra làm có ba thứ tâm, còn nếu mà tổng quát thì mình có bảy thứ tâm. Chúng ta nhớ là chúng ta phân nó ra làm hai, một là với người tâm nhân và bậc thánh hữu học, còn hai là với trường hợp đó là bậc thánh A La Hán. Tổng quát thì mình có bảy thứ tâm. Số lượng lộ tâm hiện thông, số lượng lộ tâm hiện thông mình có bao nhiêu? Tại vì người mà muốn hiện thông được á, là người đó phải chứng ngũ thiền. Phải chứng ngũ thiền. Như vậy thì số lượng lộ tâm hiện thông thì nó có bao nhiêu? Dạ có bốn. Bốn. Có bốn. Tức là gì? Dạ thông thiện thì lộ hai tâm người. Thiện và thông tố hai người. Lộ tâm thiện và lộ tâm tố nhân cho hai hạng người, chỉ căn và lợi căn. Đúng rồi, lộ tâm thông thiện và lộ thông tố là hai. Rồi mình nhân cho hai hạng người, người trì căn với người lợi căn, thì mình có bốn. Có bốn lộ trình tâm. Tiếp theo đó là lộ tâm hiện thông xảy ra ở hạng người. Thì mình cứ tính nó là ở hạng người nào mà họ chứng đắc được thần thông, chứng đắc được thiền, thì chứng đắc được ngũ thiền, thì hạng người đó là họ có khả năng đó là thể hiện thần thông. Vậy thì có mấy hạng người? Dạ có năm hạng người. Dạ có năm hạng người thưa sư. Dạ. Năm hạng người. Năm hạng người là gì? Dạ một người tâm nhân và bốn người quả thánh quả. Người phàm tâm nhân và bốn bậc thánh quả. Bốn bậc thánh quả là có năm hạng người. Thứ hai đó là xảy ra ở các cõi. Bây giờ để cái khả năng cái người mà có thể thể hiện được thần thông á, là chỉ cần họ chứng đắc được ngũ thiền sắc giới là đủ.
chỉ cần là ngủ thiền sắc giới là đủ. Như vậy thì cái lộ tâm hiện thông này nó có khả năng xảy ra ở bao nhiêu cõi? Dạ 22 cõi thưa sư. 22 cõi vui hữu tâm. 22 cõi vui hữu tâm. Không đúng. 22 cõi gì? Vui ngũ uẩn. Phải có ngũ uẩn mới được. Phải sắc giới mà. Phải là 22 cõi vui. Cõi vui ngũ uẩn. Ngũ uẩn. Giờ trước tiên là 22 cõi vui làm bỏ gì? Và 4 cõi khổ. À, khi mình nói là 22 cõi vui là mình bỏ là 4 cõi khổ. Còn nếu mình nói là 22 cõi vui hữu tâm á, thì nó sẽ dính luôn cả gì? Dính luôn 4 cõi sắc giới. Vô sắc giới. Tại 4 cõi vô sắc nó cũng là cõi vui hữu tâm. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình giới hạn cho nó đó là 22 cõi vui ngũ uẩn, thì mình sẽ bỏ được 4 cõi vô sắc. Bố cõi vô sắc. Rồi mình còn bỏ được cõi gì nữa? Vô tưởng. Bỏ được cõi vô tưởng. Tại cõi vô tưởng thì nó chỉ có một uẩn thôi. Cõi vô sắc thì nó có bốn uẩn. Có bốn uẩn. Cõi vô tưởng thì nó chỉ có một uẩn thôi, tức là sắc uẩn. Dạ. Cho nên ở đây nó phải là 22 cõi vui hữu tâm ngũ. Cái này chỉ cần mình sử dụng sai một từ thôi là nó sai, là tính cõi sai liền. Tính cõi sai liền thì đó là phần phần lộ trình tâm, lộ tâm hiện thông, lộ tâm hiện thông mình chỉ có bao nhiêu đó. Bây giờ mình học thêm một lộ trình tâm nữa. Ai chưa theo kịp thì về về lật lại rồi nghe lại rồi tập tính. Phần cái lộ tâm tiếp theo đó là lộ tâm nãy là mình đã học cái lộ hiện thông, đó là lộ thứ ba. Bây giờ lộ thứ tư đó là lộ đắc đạo. Lộ đắc đạo. Ở trong phần lộ đắc đạo này thì mình cũng có một số lộ đắc đạo thì gọi nó là Magga Vi Thí. Nói là lộ đắc đạo chứ thật ra là sao? Khi mà chứng đắc được đạo thì sát na tâm sau đó đó là sát na tâm quả. Tại cái tên gọi thì người ta gọi, quy định nó gọi như vậy, mà thực chất là sau khi mà chứng đắc được đạo thì lúc nào thì cũng có tâm quả ở sau đó, tức là sau sát na tâm, tâm đạo là tâm quả. Thì ở đây mình có số 1 đó là phần định nghĩa. Số 2 đó là các giai đoạn tu tập để đắc được đạo quả. Thứ 3 đó là biểu đồ lộ tâm đắc đạo quả. Thứ 4 là các chẳng tâm trong lộ tâm đắc đạo quả. Thứ 5 đó là các tâm có mặt trong lộ tâm đắc đạo quả. Thứ 6 là
thứ năm là các tâm lộ trong lộ tâm đắc đạo quả, thứ sáu là các tâm có mặt trong lộ tâm đắc đạo quả, thứ bảy là số lượng lộ tâm đắc đạo quả, và thứ tám là lộ tâm đắc đạo quả xảy ra ở hạng người, thứ chín là lộ tâm đắc đạo quả xảy ra ở các cõi. Thì ở đây mình, thứ nhất là phần định nghĩa. Lộ tâm đắc đạo quả đây đó là tiến trình tâm sanh khởi khi nhận niết bàn làm cảnh để sắc trừ phiền não, diệt trừ kiết sự trói buộc trong luân hồi. Tức là khi mà lộ tâm này sanh khởi, tại khi mà tâm đạo nó sanh khởi, tâm đạo nó có vai trò đó là sắc trừ phiền não hoặc là đoạn trừ các kiết sử. Ví dụ như là khi mà chứng được tu đồ quần, đạo tu đồ quần quả, thì ba kiết sử được đoạn trừ đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thì trong ba kiết sử đó, nếu mình tính theo phiền não thì hoài nghi nó thuộc về si, thân kiến thì nó thuộc về về tham hoặc tà, tức là thuộc về tham. Thân kiến, hoài nghi thì nó thuộc về si, và giới cấm thủ thì nó cũng thuộc về tham và kiến. Hoặc là nếu mà chứng được Anaham thì đoạn trừ hẳn năm cái hạ phần kiết sử, đó là thêm dục ái và sân. Nếu mà thêm dục ái và sân thì dục ái ở đây nó cũng thuộc về, nếu mà kể theo phiền não thì dục ái ở đây nó thuộc về tham. Rồi sân thì nó thuộc về sân. Rồi nếu mà chứng đắc được thánh quả A La Hán thì đoạn trừ thêm năm cái thượng phần kiết sử nữa, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì trong đó ái sắc, ái vô sắc thì nó lại tiếp tục là tham, rồi ngã mạn cũng là tham, phóng dật là si, vô minh cũng là si. Mình có hai cách trình bày: một là nói theo 10 kiết sử, hai là nói theo phiền não, cách đoạn trừ phiền não tham sân si. Có hai cách trình bày này. Thứ ba đó là các giai đoạn tu tập để đắc được đạo quả. Tức là hành giả mà tu tập mà chứng đắc được đạo quả thì cái bước đầu tiên đó là phải có giới, gọi là giới tịnh, xây lắm với xuất thí. Cho nên người tu tập mà không có giới thanh tịnh thì không thể chứng đắc được đạo quả được. Không thể nào chứng đắc được đạo quả được. Ở trong bài kinh ước nguyện đó, cái ước nguyện Đức Phật ngài đề ra nhiều trường hợp khác nhau, nhưng mà ở trong đó mình có trường hợp đó là nếu mà vì hành giả muốn chứng đắc được thiền định hay là đạo quả thì cái vấn đề đầu tiên của vị hành giả đó là phải có giới, và giới ở đây đó là giới tịnh, tức là sự thanh tịnh về giới, xây lắm đi xuất thí, xây lắm đi xuất thí, đó là cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên thôi, chứ nó không phải là dừng lại ở
coi giới. Tại vì chúng ta nhớ ở trong bài kinh ví dụ lỗi cây đó, dạ, nếu mà mình nghĩ là chỉ cần có giới làm chứng đắc được đạo quả thì mà dừng lại ở giới đó thì mình không tiến bộ được. Dạ, tại cái giới đó thì nó được ví ở trong bài kinh, ví dụ loại cây thì danh lợi thì nó ví như là cành lá, mà giới thì nó ví như là vỏ cây. Tức là nó mới được phần vỏ cây thôi. Nếu mình dừng lại ở đó thì mình không có được loại cây. Mà đây là cái cơ bản mà cần phải có. Cái cơ bản cần phải có. Rồi giai đoạn thứ hai đó là tâm tịnh, tức là chitta visuddhi. Cái tâm tịnh ở đây đó là nó chỉ có cho thiền định. Dạ, chỉ cho thiền định. Thì cái thiền định ở mức độ cao nhất đó là người tu tập chứng đắc được thiền. Tu tập chứng đắc được thiền thì nó tâm nó yên tĩnh, thì nó có cái lợi thế nhiều hơn. Tức là khi mà chứng đắc được thiền định là cái tâm nó cũng đã, nó đã đè nén được năm thiền cái, nó tương đối là thanh tịnh. Và chúng ta thấy là lúc mà Đức Phật ngày vừa khi mà ngày giác ngộ xong, mà ngài nghĩ đến là ngài sẽ tế độ ai, và ai có thể là người nghe và hiểu pháp được ngài nhanh nhất. Thì lúc đó là Đức Phật ngài nhớ đến hai vị đạo sĩ, đó là Alara Kalama. Vì sao? Là vì hai người này á, là họ đã chứng đắc được thiền, mà chứng đắc được thiền đến là thiền vô sắc giới, chứng tỏ là cái tâm của họ lúc kia rất là thanh tịnh. Nhưng mà sau đó thì ngài biết là hai người này đã qua đời, thì ngài nhớ đến năm em Kiều Trần Như, chúng năm tỳ kheo. Là vì sao? Mặc dù năm người này họ chưa có chứng đắc được thiền định, nhưng mà ít nhất là trong cái thời gian mà họ cố gắng là mài dũa, tức là 6 năm khổ hạnh cùng với Đức Phật đó, là cái tâm của họ cũng được huấn luyện rất nhiều. Cho nên Đức Phật này đi đến để tế độ họ. Thì đó là cái giai đoạn thứ hai, đó là cần phải có tâm thanh tịnh, tức là phải có mức độ tâm định cao nhất, đó là chứng đắc được thiền định, hoặc là ít nhất đó là cũng có cảnh định, thì mới giúp vị hành giả mới có thể là tiến đến, đó là việc tu tập chứng đắc được đạo quả. Thứ ba đó là kiến tịnh. Thứ ba đó là kiến tịnh. Cái kiến tịnh ở trong trường hợp này đó là nếu mà mình trình bày theo 16 loại tuệ minh sát, cái chuyện kiến tịnh ở đây đó là chỉ cho giai đoạn đó là hành giả đã có được cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, cái trí tuệ đó là phân biệt được danh và sắc, có trí tuệ được
phân biệt được danh và sắc thì người ta gọi là có tri kiến, tức là ít nhất là cũng biết được danh và sắc, cái trí biết được như vậy. Dạ, thì gọi là kiến tình. Rồi thứ tư đó là đoạn nghi tình, căng kha vi tâm nó bị xuất thí. Đoạn là nghi tình ở đây nếu mình trình bày theo tuệ minh sát đó, tức là vị hành giả có được cái vị hành giả có được thêm hai cái loại tuệ minh sát, đó là duyên đặc tuệ và phổ cập tuệ. Duyên đặc tuệ tức là vị hành giả thấy rằng đó là cái danh và sắc này á, nó sanh diệt á, là nó có nguyên nhân của nó, tức là sanh khởi có nhân thì nó sanh, và có nhân nó có nhân sanh và nhân duyệt. Rồi thấy được và cũng thấy được đó là chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Thấy được chúng là vô thường, là khổ và vô ngã. Rồi thứ năm đó là đạo tri kiến tình, mắt ga mắt cây nhà nó đã sanh bi xuất tí. Đạo tri kiến tình ở trong trường hợp này đó là chỉ cho hành giả mà có được cái thêm, nếu mình trình bày theo 16 loại tuệ minh sát thì chỉ cho cái tuệ minh sát từ cái loại tuệ thứ tư, tức là từ diệt một tuệ, rồi khinh úy tuệ, tội quá tuệ, rồi yếm ly tuệ, dục thoát tuệ, quyết ly tuệ, hành cho đến hành xả tuệ, rồi hành xả tuệ là chỉ cho một loạt các loại tuệ minh sát mà hành giả tu tập và có được. Mà hôm trước mình học ở trong cái phần tu tập thiền siêu thế để mình chứng đắc được đạo quả. Hôm trước là sư có nói về 16 loại tuệ đó. Thì cái giai đoạn mà tuệ từ tuệ thứ tư tức là từ diệt một tuệ cho đến là đến thùng thước tập tuệ thì được xem đó là giai đoạn đó là đạo tri kiến tình. Thưa sư, trên này em coi số 5 nó chữ mắt kia qua tiếng trên chấm không sư? Cái gì? Dạ, cái câu vừa rồi thì câu số 5 đó nó mà thiếu trên n chấm kia mắt cây nhà nó dạ nó mà thiếu trên n gần nhà hả mắt gà mắt gần nhà nè có phải thiếu trên n chấm mắt cây nhà là nhà mũi không đây nó bị thiếu một chữ dạ thiếu một chữ nhá phải dạ. Sư ơi, cái khúc này sư đi chậm thôi sư, sư đừng đi nhanh sư. Cái này là mình phải coi lại cái phần 16 tuệ minh sát, người ta có giải thích cho cái phần này.
Ở đây tại tại sao mà chứng được từ dạ chưa thấy màn hình thưa sư. À, đã cái trường hợp thứ năm á, trường hợp thứ năm là trường hợp thứ năm là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, là giai đoạn mà mình nói lúc nãy đó, là chứng được các loại tuệ minh sát, từ tuệ thứ tư đó là diệt mục tuệ cho đến thuần thứ tuệ, mà nó vẫn là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Là bây giờ mặc dù là nó chứng được các loại tuệ đó, nhưng mà cái tức là cái biết của nó vẫn còn yếu, cho nên nó vẫn có thể là bị nhầm lẫn. Cho nên đến cái tuệ thứ sáu, hành lộ tri kiến tình, tức là Prajñāna-dasana-visuddhi, nó cũng là từ tuệ số 14, nhưng mà nó có thêm một cái loại tuệ nữa, đó là chuyển tộc tuệ. Chuyển tộc tuệ thì ở đây thì nó cũng từ cái tuệ thứ 4 mà nó thêm cái chuyển tộc tuệ á. Là bây giờ ở trong trường hợp này thì cái mặc dù nó vẫn là các loại tuệ mà mình kể lúc nãy, nhưng mà lúc bây giờ thì cái sự hiểu biết nó rõ hơn, nó mạnh hơn, rõ ràng hơn, cho nên nó ở đây đó, nó là hành lộ tri kiến tình, tức là biết rõ con đường mà mình phải đi. Còn lúc nãy là nó còn mập mờ, nhưng mà đến khi cái tuệ cái bước thứ sáu này thì nó rõ ràng, biết rõ được con đường đi. Cái trường hợp thứ bảy đó là tri kiến tình. Trường hợp thứ bảy đó là tri kiến tình. Cái tri kiến tình ở trong trường hợp này đó là cái sự hiểu biết mà rõ ràng nhất, để cuối cùng đó là hành giả tiến đến một cái loại chứng đắc được đạo quả. Chứng đắc được đạo quả đó là sau cái tri kiến tình là đạo tuệ và quả tuệ. Thì đó là các giai đoạn mà hành giả tu tập để trước khi mà chứng đắc được đạo quả, tức là từ giai đoạn từ tâm tình cho đến là tri kiến tình, và thứ đến còn cái thứ tám ở đây đó là giai đoạn mà đã chứng đắc được đạo quả, tức là đạo tuệ và quả tuệ, thì cái đó là đã chứng đắc được. Thì đạo tuệ và quả tuệ ở đây là nó người ta liệt kê như vậy thì tại vì nó còn là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, rồi tương tự là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Cho nên người ta vẫn liệt kê ở trong cái giai đoạn tu tập mà chứng đắc được đạo quả, nên là từ thấp đến cao. Dạ thưa sư, xem là có chú 8 và chú 9 có bị thiếu chữ anh nhé đúng không sư? Con thấy như bị thiếu. Chưa đúng gì. Gì? Thank you.
Jnana dasana visuddhi nipada. Jnana dasana visuddhi. Mắc cả jnana. Phải là jnana. Không có, đúng không? Dạ, tôi cho tan cho chính nè. Đúng rồi chứ. Không có thiếu chị. Không có thiếu. Rồi, cái phần tiếp theo đó là phần biểu đồ của lộ tâm đắc đạo. Thì ở trong phần biểu đồ của lộ tâm đắc đạo thì mình học một thêm một số đơn vị lộ trình tâm. Tại ở trong phần liệt kê trước đây mình không có. Tức là mình thêm gì? Mình thêm đó là phần tâm đạo, tâm quả. Tức là tâm đạo mình ký hiệu cho nó là cái A dấu nặng. Và tâm quả đó là A dấu hỏi. Và mình thêm một cái ký hiệu mới đó là chữ E dấu sắc. Đó là phần tiếng bạch. Từ người phàm phu mà chứng được thánh quả, hoặc là chứng đắc được thiền định. Thiền định thì từ chuyển tộc nó sang quá tâm thiền. Từ đạo quả mà sơ quả thì sau chuyển tộc đó là tâm đạo. Còn nếu mà chứng đắc được sơ quả rồi đến nhị quả, tam quả, tứ quả thì trước tâm đạo đó nó là tâm tiến bạch. Tâm tiến bạch chứ nó không có phải tâm chuyển tộc nữa. Tâm chuyển tộc nó chỉ một lần. Nó tâm chuyển tộc mà nó diễn ra ở trong lộ trình tâm đắc đạo quả nó chỉ là ở trong trường hợp là từ người phàm phu và chuyển sang bậc thánh thì đó là tâm chuyển tộc. Còn các lộ trình tâm mà chứng đắc được đạo quả sau đó đều là tâm tiến bạch. Đều là tâm tiến bạch, chứ chúng ta để ý cái đó. Tại lúc bây giờ là bậc thánh. Thì ở đây mình có cái lộ đắc sơ quả. Lộ đắc sơ quả hay là quả dự lưu tìm có đó là rúng động nhất dòng khai ý môn chuẩn bị cận hành phụng thứ chuyển tộc. Sau tâm chuyển tộc đó, nó là tâm đạo. Lộ thiền thì sau tâm chuyển tộc đó là tâm thiền. Còn ở lộ đắc đạo sơ đạo đó, thì sau chuyển tộc là tâm đạo. Sau đó là hai sắc na tâm quả. Hai sắc na tâm quả. Ở lộ tâm của đắc sơ đạo của người lại căn á. Của người lại căn thì chúng ta nhớ là cái lúc nào người lại căn á nó cũng nhanh hơn một sắc na. Tức là không có giai đoạn chuẩn bị mà thay vào đó nó là sau ý môn, nó là cận hành thuần thứ chuyển tộc tâm đạo. Nhưng bù lại thì ở người lại căn thì sau tâm đạo đó là ba sắc na tâm quả. Ba sắc na tâm quả thì đó là lộ trình tâm đắc sơ đạo. Rồi thứ hai đó là lộ trình tâm đắc đạo cao. Đắc đạo cao tức là từ nhị đạo cho đến tứ đạo. Từ nhị đạo cho đến tứ đạo. Ta nhớ là trong tâm đạo á, nó chỉ là từ sơ đạo cho đến tứ đạo thôi. Nhưng mà trong thiền thì từ sơ thiền thì nó tới ngũ thiền. Nếu mà nói theo quy vị pháp, còn nếu mà trong tạng kinh thì sơ thiền tới tứ thiền. Thì ở lộ tâm đắc đạo cao á,
cho dù là bậc thánh Nhất Lai, bậc thánh Bất Lai hay là bậc thánh A-la-hán, lộ trình tâm nó vẫn diễn ra giống nhau. Lộ trình tâm vẫn diễn ra giống nhau, tức là cũng là rung động viết dòng khai ý môn, chuẩn bị cần hành phùng thứ tiến bậc. Nếu ở đây là bậc thánh Nhất Lai thì ở đây nó là tâm đạo Nhất Lai và sau đó là tâm quả Nhất Lai. Nếu ở đây là bậc thánh Bất Lai thì ở đây nó là tâm đạo Bất Lai và sau đó là tâm quả Bất Lai. Nếu ở đây là bậc thánh A La Hán thì ở đây là tâm đạo, tâm A La Hán đạo và sau đó là tâm A La Hán quả. Tức là tiến trình tâm nó diễn ra giống nhau y hệt. Và cái này thì cho tất cả các trường hợp, ngay cả Đức Phật khi mà ngài chứng đắc được đạo quả thì cái tiến trình tâm nó vẫn diễn ra giống y hệt như vậy. Nó chỉ có khác là sao? Khác đó là ở Đức Phật á, khi ngài chứng được đạo quả là ngài chứng liên tục, tức là từ sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả là liên tục. Còn ở các bậc thánh còn lại á, có những trường hợp là ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Mục Kiền Đi, ngài Sariputta, ngài Mục La Ná, thì chúng ta thấy sao? Nghe một bài kệ từ nghe bài kệ là Di Tham Ma He Tốt Khóc Bá Hoa Tê Săng He Tung Tạ Thang Đã Tô Tê Sanh Chá Dô Ni Rô Thổ Chá E Văn Hoa Đi Ma Sám Nô. Tức là nghe bài kệ đó xong thì chứng đắc được Tu Đồ Hoa. Rồi ngày tức là ngày Xá Lợi Phất, ngày nghe từ ngày A Sa Chí, ngày Mục Kiền Liên thì ngài nghe lại từ ngày ngày Xá Lợi Phất, dạ, rồi chứng đắc được Tu Đồ quả, rồi dừng lại ở đó cho đến khi mà gặp được Đức Phật sinh xuất gia. Rồi sau đó thì ngày một tuần thì ngày Mục Kiền Liên mới tiếp tục chứng đắc được Nhất Lai và Bất Lai và A La Hán. Còn ngày Xá Lợi Phất thì nửa tháng thì mới chứng tiếp được là Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán. Tức là nó có cái khoảng cách, có cái thời gian chứng đắc được đạo quả khác nhau. Một số người thì thí dụ như là trường hợp như là ông Cấp Cô Độc hoặc là bà Đại Tín Nữ Visakha, thì như là trường hợp bà Đại Tín Nữ Visakha là 7 tuổi và gặp được Đức Phật, nghe pháp và chứng đắc được Tu Đồ Hoàn. Nhưng mà bà sống đến 120 tuổi bà vẫn là bậc thánh Tu Đồ Hoàn, và cho đến khi bà chết bà vẫn là bậc thánh Tu Đồ Hoàn, chứ bà chưa có chứng đắc được đạo quả nào khác nữa. Dạ, cho nên việc chứng đắc đạo quả của người phàm phu hoặc là các vị thánh đệ tử nó có thể là, nó cũng có thể diễn ra liên tục từ Tu Đồ Hoàn đến A La Hán, nhưng mà nó cũng có thể là gián đoạn, cũng là có thể là nhiều kiếp. Nhiều kiếp, ví dụ như là trường hợp như là người mà chứng đắc được đạo quả Tu Đồ Hoàn mà chết, có những trường hợp đó là còn nhiều kiếp sống, tức là ít nhất là nếu mà sanh về cõi dục giới là 7 kiếp. Dạ. Rồi nếu mà 7 kiếp đó mà họ chưa chứng đắc được thánh quả A La Hán mà họ đã sanh về thí dụ như chứng được A Na Hàm rồi sanh về cõi Phạm Thiên thì họ lại tiếp tục sống cái kiếp sống ở tại đó nữa. Rồi sau đó thì họ mới chứng đắc thánh quả A La Hán, thì chúng ta thấy sao? Nó bị đứt đoạn. Dạ. Nhưng mà về lộ trình tâm khi mà này diễn ra thì nó vẫn diễn ra như thế này. Mặc dù nó bị gián đoạn nhưng mà khi mà diễn ra thì nó vẫn diễn ra như thế này. Thì đó là điểm
cái lộ trình tâm diễn ra khác nhau, nhưng mà cái thời gian ấy, nó có thể là ngay ở trong đời sống liên tục chứng đắc được từ tu đồ quần đến tu đà hạt đến a la hán, hoặc là một số trường hợp thì chứng đắc được tu đồ quần rồi sau đó vài ba năm, hoặc là trước khi chết họ mới chứng đắc được thêm một cái đạo quả nào đó, hay là chứng đắc được a la hán quả, hoặc là chỉ chứng đắc được một trong bốn đạo quả đó, rồi những kiếp sau, những kiếp sau nữa họ mới chứng đắc được tiếp theo. Nhưng mà khi mà chứng đắc thì tiến trình tâm nó vẫn diễn ra giống nhau, vẫn diễn ra y hệt như vậy. Mà Đức Phật thì không có như vậy. Đức Phật thì hãy ngày chứng, cho nên chúng ta thấy là chúng ta đọc các câu chuyện truyền thân của Đức Phật á, chúng ta thấy là dù ngài có làm phước bố thí trì giới, có nỗ lực tu tập như thế nào đi chăng nữa, ngài có chứng đắc được đạo quả không? Có. Dạ, chúng ta không có trường hợp mà ngài chứng được tu đồ hoàn rồi sau đó gì, nó không có. Có chăng thì ngài chỉ chứng đắc được thiền định thì có. Dạ. Nhưng mà không chứng đắc được một đạo quả nào. Dạ. Chỉ cho đến cái kiếp mà ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài chứng một lần bốn đạo bốn quả. Và cái tiến trình tâm nó diễn ra cũng giống như thế này, giống như chúng ta học như vậy. Thì đó là nói về cái phần chứng đắc được đạo quả. Tại vì phần còn lại chúng ta sẽ học tiếp ở kỳ sau ha. Giờ mời lớp nghỉ. Na tạm mít lại cho lớp, mời cô Phúc Vị chung. Dạ, bài học đã kết thúc. Dạ, chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ ý môn đặc biệt, lộ tâm hiện thông và lộ tâm đắc đạo ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt quý học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha chavamatha dekwana gamahitika vunyang no anumodan tujirang rakhan tu sasanang akasatha chavamatha dekwana gamahitika bốn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no ca ro a ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bốn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga